mình giới thiệu đến các bạn là một loại giống cỏ gọi là cỏ voi xanh Đài Loan không lông. Loại cỏ này thì được nhiều chủ trang trại người ta thích trồng, tại vì loại cỏ này nó có ưu điểm là thân của nó không có lông các bạn này. Mình các bạn có thể là thấy chi tiết mình quay ở đây, và thân của nó thì trơn tru và nó có phấn màu trắng thì nó không có lông. So với các loại cỏ khác, ví dụ như là cỏ VA06 hoặc là cỏ voi ngày trước thì lông của nó rất là nhiều. Nên là bây giờ người ta chủ yếu là người ta trồng loại cỏ voi không lông này để chăn nuôi các gia súc. Ví dụ như là trâu bò, dê cừu hôm nay thì loại cỏ voi không lông này thì nó ăn rất là tốt. Hoặc là chúng ta có thể là chăn nuôi lợn rừng. Đây các bạn có thể thấy là một bụi của nó phát triển lên. Và ở đây là bên mình thu hoạch rồi các bạn này. Thu hoạch sau đó là nó bắt đầu là nó tái sinh lại. Cắt một lần, trồng một lần thì chúng ta cắt được nhiều lứa. Thì các bạn có thể thấy là ở dưới kia là bên mình cắt trước thì nó nảy mầm trước. Và ở đây là cắt sau thì nó nảy mầm sau. Và một bụi của nó thì nó nảy mầm, nó sinh trưởng và nó đẻ ra nhiều nhiều nhánh như này các bạn nhé. Loài cỏ voi không lông này thì chúng ta trồng bằng thân thôi, nó không có hạt giống đâu các bạn nhé. Các bạn lưu ý cho mình là nó không có hạt giống. Nên là các bạn đừng có tìm hạt giống để tránh tình trạng là các bạn mua phải hàng fake. Nên là loại này thì chúng ta chỉ nhân giống bằng thân thôi. Có nghĩa là cái thân của nó mình cắt ra từng khúc để chúng ta nhân giống. Các bạn có thể thấy là cỏ này nhìn như vậy thôi nhưng mà nó non mềm và nó ngọt. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trâu bò thì nó thích ăn hơn cỏ voi và cỏ VA06. Tại vì cỏ voi và cỏ VA06 thì nó cứng hơn và nó có nhiều lông hơn. Ăn nhiều thì nó sẽ bị rắt miệng. Đấy, review lại cho các bạn xem về cỏ voi xanh Đài Loan không lông. Nếu mà bạn nào cần giống thì các bạn có thể là kết nối về bên mình để bên mình tư vấn và cung cấp lại cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn nên trồng thêm các loại cỏ, ví dụ là cỏ voi lùn này, rồi là cỏ sứa NLT01 này, để chăn nuôi các tiểu gia súc và các đại gia súc thì nó cũng rất là tốt. Bên mình còn nhiều loại cỏ khác nữa thì các bạn có thể là lướt qua nhiều video của bên mình thì các bạn có thể là thấy mình quay review lại cho các bạn xem là nhiều loại cỏ nhé. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn cứ là bình luận hoặc là kết nối với bên mình để bên mình hỗ trợ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.